vừa nhận được một thẻ đen của bên Techcombank, thử bóc ra xem có gì VIP hơn không nhá. Chà, có cả một cái tem niêm phong của bên Tech ở đây này. Ai chà, một cái hộp nhìn cũng vẻ xịn sò hết nha. Thẻ tín dụng Techcombank cũng có tem niêm phong luôn. À, cái này cũng phải xé ra anh em ạ. Bóc tem chứ, phải bóc tem. Ừ, cái này phải bóc tem. Bóc cái nó sách luôn rồi. Ok. Ấy chà, phải xịn sò với anh em. Hạnh phúc hơn trong từng trải nghiệm. Đây, cái chắc đây thẻ đây này. Phùng một thùng. Đây bên trong nó gồm một cái thẻ màu đen. Còn gì đâu? Thư cảm ơn. Ừ, chắc là cảm ơn đặc quyền của đẳng cấp. Đại khái là hai cái thư chắc là cảm ơn và giới thiệu. Hết chưa nhỉ? Quái rồi. Quái. Quái. Hết rồi đấy hả? Ừ thì bên trong cũng chỉ có một cái thẻ thôi. Một cái hộp thôi. Nó xịn hơn cái so với cái thẻ thông thường là nó có cái hộp này. Ok. Có thư cảm ơn đúng không? Ừ, và có hai cái thư cảm ơn này. Ok, đây là hết video hộp thẻ đen này mọi người.